Alo, xin chào các thầy cô. Đã rất lâu rồi thì mới được có cơ hội quay trở về mảnh đất Nam Định, nhưng đây là lần đầu tiên về tới Quất Lâm Giao Thủy ạ. Hôm qua có một thầy nói vui là Quất luôn, xin nữa mà nói nhầm. Thì hôm nay em có được giao một cái nhiệm vụ, đó là sẽ chia sẻ với các thầy cô về một cái nội dung thực ra nó không còn mới nữa. Đó là cái nội dung về lập trình 2D và 3D. Thì sáng nay chúng ta sẽ làm việc với 2D trước, và chiều thì thầy Đỗ Trung Tuấn sẽ làm việc với chúng ta về cái phần lập trình 3D. Em hỏi một chút là ở trong trong lớp của mình ấy thì là chắc là các thầy cô toàn là giáo viên tin học đúng không ạ? Các thầy cô đang dạy gì ạ? Đa số là dạy tin đúng không ạ? Và chúng ta dạy lập trình cho các bạn nhỏ thì chúng ta thường gặp những khó khăn gì ạ? Thầy cô nào có ý kiến thì chúng ta giơ tay giúp em nhé. Chúng ta gặp khó khăn nhất ở trong cái dạy lập trình cho học sinh ấy, đó là điều gì? Rồi mời thầy ạ. Thế thì thầy dạy cái gì ở trong trong nội dung của tiểu học nhỉ thầy ơi? Thế thầy có gặp khó khăn gì trong cái việc triển khai các môn tin học đối với học sinh tiểu học không ạ? Khó khăn là cháu toàn mở trò chơi cho chơi. Đúng ạ, 3D là gặp khó khăn đối với vâng ạ, cảm ơn thầy. Có thầy cô nào có gặp cái khó khăn trong việc mà chúng ta triển khai các cái nội dung liên quan đến lập trình hay nội dung tin học nói chung không ạ? Dành cho các cái lứa tuổi nhỏ tiểu học hoặc là trung học cơ sở. Cô ạ, em chỉ định một chút. Cô thì có dạy tin không ạ? À, công tác tin học ạ. Thầy cô là dạy tin nhỉ? Cô có dạy tin không ạ? À, có. Thế là cô cho Nam hỏi một chút là cô gặp khó khăn gì trong việc triển khai các nội dung tin học đến với học sinh lứa tuổi nhỏ không ạ? Thứ nhất là trong cái quá trình sử dụng các phần mềm nhá, các con còn nhiều cái ngôn ngữ bằng tiếng Anh các con không hiểu là thứ nhất ạ. Thứ hai là ví dụ như sử dụng cái phần mềm ở tiểu học có phần mềm vẽ hoặc logo ấy, một số lệnh thì cũng là các lệnh cũng bằng tiếng Anh nên là gặp khó khăn trong việc các con làm bài của mình ạ. Có nghĩa là chúng ta đang gặp một cái rào cản rất là lớn, đó là ngôn ngữ đúng không ạ? Còn một cái khó khăn nào khác không ạ? Mời cô đang muốn trả lời đúng không ạ? Mời cô ạ. Cô giới thiệu tên tuổi luôn ạ. À, không khó khăn gì mà rất là tốt. Một cái tín hiệu rất vui. À, cô áo đỏ ạ. Em mời cô. Tôi thì dạy tin học nhiều năm rồi, tôi thấy có nhiều khó khăn lắm để triển khai môn tin ạ. Và cái tên thứ nhất là phòng tin thì nhỏ ạ, xong rồi lại có nhiều máy, xong rồi có nhiều học sinh ngồi nên tôi quản lý mấy học sinh trong giờ tin không, đấy cũng là một khó khăn. Thế khó khăn thứ hai ở gần tôi đấy là máy thì này nó cũng không được ngon như các máy của các thầy ở đây, và nó cũng hỏng thường xuyên. Tôi giáo viên tin nhưng mà tôi cũng không được giỏi về phần cứng lắm, chỉ phần mềm thì giỏi, về phần cứng thì cũng Một cái khó khăn thứ hai mà chúng ta phải ghi nhận đó là về cơ sở vật chất đúng nhỉ, đó là cô phản ánh là máy của các em không ngon bằng máy của thầy. Còn khó khăn nào nữa không ạ? Thực ra thì chúng ta thấy là ở đa số các cái tỉnh ở Việt Nam chúng ta thì về cơ sở vật chất thì rất là khó khăn, chỉ trừ một số thành phố lớn đúng không ạ, thì được cái sự đầu tư tốt hơn thì các em có cái điều kiện tiếp cận với tin học với lập trình tốt hơn. Tuy nhiên là
ở đâu cũng thế, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái khó khăn, mỗi một vùng sẽ có một lý do, một cái khó khăn riêng. Thế nhưng mà Nam cũng là một cái giáo viên mà có nhiều năm dạy lập trình, dạy tin học cho các em, từ các em nhỏ đến các em lớn, thì là cái vấn đề khó khăn nhất mà Nam nhận thấy đó chính là cái sự hứng thú của học sinh, cái sự hứng thú của học sinh. Thì làm thế nào để chúng ta giải quyết được những vấn đề đó? Thì có lẽ là sau cái nội dung này ấy, thì các thầy cô sẽ thấy là nếu như mà triển khai được những cái nội dung này cho học sinh thì đảm bảo với các thầy cô là các bạn sẽ rất là hứng thú hơn rất nhiều do việc mà chúng ta dạy cho các em ấy Pascal hoặc là C hoặc là một cái ngôn ngữ nào đó mà các thầy cô đang tự dạy. Thì bây giờ các thầy cô, không biết là các thầy cô ở đây chúng ta đã nhảy như hoa rồi em. Cái phần mềm Squat hoặc Kudu chưa ạ? Rồi ạ. Bây giờ nghe thấy. Đa số là các thầy cô ở đây chúng ta chưa biết cần với cái công cụ đó các bạn. Thực ra công cụ đó được giới thiệu, ví dụ như là Kudu chẳng hạn, thì nó được giới thiệu từ năm 2009 thôi. Squat thì trước đó, tuy nhiên là nó mới mấy năm gần đây, nó được cái sự phát triển, thay đổi liên tục của công nghệ, thì các em nhỏ trên thế giới đã được tiếp cận, và nhất là cái ngôn ngữ Scratch thì nó được phổ biến tới 160 nước, trên 160 nước, có nghĩa là cái mức độ phổ biến nó rất là lớn, đúng không ạ? Bởi vì sao mà nó lại được dạy rất là nhiều những cái nước trên thế giới như thế? Bởi vì nó có những cái lý do như sau. Cái lý do thứ nhất mà các thầy cô dễ nhìn nhận thấy nhất đó là nó là ngôn ngữ trực quan. Học sinh của chúng ta không phải viết code bởi những cái dòng lệnh rất là phức tạp, mà các em chỉ việc kéo và thả đúng vị trí theo cái mong muốn của mình. Thì nhân vật của các em hay là một cái hoạt động nào đó các em đang muốn làm, nó sẽ được thể hiện ngay trên cái phần mềm đó. Có khi là nói xua một chút. Nếu như mà thầy cô nào chúng ta đã cài Squat hoặc Kudu ấy, các thầy cô cứ tạm mở một cái màn hình lên và chúng ta thử một vài cái thao tác, thì các thầy cô sẽ thấy rằng nó cực kỳ dễ và nó rất đơn giản. Và những cái công cụ lập trình này ấy, thì nó được phát triển theo cái hướng chơi và học, nhưng rất hiệu quả. Bởi vì sau mỗi buổi học thì các em hoàn toàn có thể nhìn thấy được cái sản phẩm của mình, thậm chí là những sản phẩm đó có thể sử dụng được. Các em có thể chia sẻ những cái sản phẩm này đối với bạn bè trong lớp của mình, thậm chí là chia sẻ nó với phụ huynh, để phụ huynh thấy rằng sau mỗi buổi học của các con thì các con hoàn toàn có thể tạo ra được một cái sản phẩm theo ý muốn. Thì chính cái điều này đã tạo cho các em có một cái, đã thúc đẩy các em có một cái sự sáng tạo, một sự sáng tạo. Mà cái sự sáng tạo này ở trẻ nhỏ thì gần như là nó không có biên giới. Chúng ta chỉ cần đưa cho các bạn trẻ những cái ý tưởng thôi. Chúng ta làm sao chúng ta gợi ý cho các bạn những cái câu chuyện, những cái ý tưởng, thì ngay lập tức các thầy cô sẽ thấy được cái hiệu ứng của cái việc đó. Các em sẽ thể hiện tất cả những cái thứ mà chúng ta đang gợi ý bằng những cách khác nhau, rất là sáng tạo. Đó, mỗi em sẽ được triển khai cái sản phẩm của mình theo một cách riêng, theo cái cá tính của chính các em đó. Tại sao mà chúng ta nên tham gia các khóa học về Kudu hay Squat? Thì các cái lý do đó đều khá là giống nhau, tương đồng. Cái lý do thứ nhất đó là hai cái công cụ này đều là hai công cụ rất trực quan, đều là những cái thao tác kéo thả. Đối với Kudu thì là các nhân vật đã được xây dựng sẵn. Đối với Squat thì nó có một cái phần mở rộng hơn, đó là ngoài những nhân vật đã được xây dựng sẵn thì các thầy cô hoàn toàn có thể đưa những cái nhân vật từ cái nơi khác vào trong cái Squat đó để thể hiện cái sản phẩm của mình. Cái lý do thứ hai mà chúng ta nên hướng cho học sinh học những cái nội dung này, bởi vì là nó là một cái công cụ hoàn toàn miễn phí và rất dễ tiếp cận. Đấy, nó rất dễ tiếp cận và nó giải quyết được một vấn đề mà cái Pascal mà các thầy cô đang dạy ấy,
không làm được, đó là cái sự hưng phấn của học sinh. Thì khi mà các học sinh ấy, các bạn ấy có hứng thú học tập ấy thì chắc chắn là cái hiệu quả nó sẽ cao hơn, cái sự sáng tạo của học sinh cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và học sinh cũng chủ động để nghiên cứu, tìm tòi để làm ra những sản phẩm của mình. Đấy. Thêm một cái lý do nữa đó là các thầy cô, những cái người mà kể cả chúng ta chưa bao giờ chúng ta dạy lập trình, khi chúng ta tiếp cận với cái công cụ này thì đang đảm bảo rằng nó cũng rất là dễ. Đấy. Có nghĩa là những giáo viên mà dạy cái nội dung này thì chúng ta không cần phải quá cao siêu về cái trình độ tin học. Những cái người mới bắt đầu chúng ta chỉ tiếp cận vài buổi hoặc là thậm chí là vài lâu lắm là vài tuần thôi, chúng ta hoàn toàn có thể hướng dẫn học sinh để các em ấy phát triển những cái ý tưởng riêng biệt của mình. Đối với nội dung module thì chúng ta sẽ được chia thành 5 module. Đấy, như ở trên bảng. Module thứ nhất đó là sử dụng module để tạo các cái hoàn cảnh hoạt hình. Module thứ hai là thiết kế trò chơi có 2-3 nhân vật. Module thứ ba là thiết kế trò chơi có cái sự điều khiển và tương tác của người dùng. Module thứ tư là tiếp tục phát triển các kỹ năng chuyển trang. Cái này phần này thì phức tạp hơn các module trước một chút. Và module 5 là dành một cái thời gian để cho các em luyện tập thực hiện các ý tưởng, các dự án nhỏ, các dự án liên quan đến học tập ạ. Đối với cái Scratch này thì cái Scratch này nó được ra đời bởi một cái trung tâm Media Lab của MIT, một cái trường khá là nổi tiếng ở trên thế giới về công nghệ thông tin. Và cái Scratch này nó cũng là một cái công cụ kéo thả, nó rất dễ sử dụng. Và có một điểm đặc biệt nữa mà tôi không có được, đó là cái Scratch này rất là nhẹ. Các thầy cô hoàn toàn có thể cài trên gần như bất cứ một cái máy tính nào hiện nay các thầy cô đang dùng. Và thêm một cái nữa, nếu như mà cái máy tính nào đó không cài được ấy, không thể cài được ấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng nó trên online. Đó, đấy là một cái điểm rất thuận tiện để các thầy cô triển khai những cái nội dung này. Và mục đích của chúng ta dạy lập trình cho trẻ em ấy là để cho các em ấy phát triển tư duy, đúng không ạ? Thì đây là một cái ngôn ngữ cực kỳ phù hợp để cho các em ấy phát triển tư duy. Đó, chứ là cái lứa tuổi nhỏ thì chắc chắn là cái mục tiêu chúng ta không phải là đào tạo ra những người thợ hay là những người kỹ sư rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta cái mục tiêu cao cả nhất đó là làm cho học sinh có một cái tư duy tốt. Và hiện nay Scratch được triển khai rất là nhiều nước trên thế giới, trong đó những nước phát triển như Anh và Hoa Kỳ thì đã đưa cái nội dung này vào ngay từ cái cấp tiểu học. Khóa học Scratch của chúng ta thì được chia thành 6 cái module như trên bảng các thầy cô ạ. Module 1 là chúng ta làm quen với Scratch. Module 2 là các bài toán liên quan đến chuyển động của nhân vật. Module 3 là hội thoại và các hiệu ứng đồ họa. Module 4 là âm nhạc và vẽ hình. Module 5 là điều khiển và các cấu trúc điều khiển. Module 5 thì sẽ hướng dẫn các em sâu hơn, kỹ hơn một chút về các cái cấu trúc mà các thầy cô chúng ta trước đây chúng ta đã học rồi, như là cấu trúc if then này, cấu trúc vòng lặp này, đúng không ạ? Các cấu trúc này ngày xưa ấy thì khi mà các thầy cô mới tiếp cận ấy thì chúng ta cũng mất rất là nhiều thời gian để chúng ta có thể làm quen được, đúng không nhỉ? Mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà đối với cái công cụ này thì đảm bảo các thầy cô là chúng ta chỉ cần hướng dẫn cho học sinh 2 đến 3 cái dự án thôi thì học sinh chắc chắn là nó còn làm tốt hơn chúng ta rất nhiều. Bởi cái tư duy của học sinh nó không bị bó buộc giống như người lớn chúng ta. Các cái yêu cầu kỹ thuật để các em có thể tiếp cận được cái trang Digital Skill, bởi vì là cái nội dung này thì có hết ở trên chính trang đó rồi. Từ cái module 1 cho đến module 6 thì đều có hết. Máy tính phải được kết nối Internet và phải được cài đặt module hoặc Scratch, và chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản. Đấy, trên cái trang này. Học sinh thì chúng ta có những cái nguồn tài liệu như trên trang Digital Skill này. Các cái tài liệu bản cứng. Các bản cứng thì chắc là sẽ được gửi tới học sinh, đúng không nhỉ cô Hiền nhỉ?
đấy, và chúng ta phải có các thiết bị cá nhân có kết nối internet như là máy tính bàn hoặc là máy tính laptop cũng được. Đấy là một số các yêu cầu kỹ thuật. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ dành một cái khoảng thời gian, chúng ta còn khá nhiều thời gian, khoảng hơn một tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cái Scratch luôn, được không ạ? Các thầy cô thấy rằng cái việc học Scratch rất dễ và rất nhanh để chúng ta có được sản phẩm.